Chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin gửi đến các bác một bộ cấu hình nó hay quá các bác ạ. Đúng là Yamaha monitor các bác. Hay quá luôn. Thì ở ngoài trời đang mưa rất lớn các bác. Ngoài trời đang mưa rất là lớn luôn các bác ạ. Nên là em cũng ngại không muốn quay video, nhưng mà bộ cấu hình nó hay quá các bác. Em để cho các bác nghe gần 3 phút em mới nói các bác, bởi vì chính em là người đứng sau cái ống kính các bác nhá. Nó cũng quá hay các bác, em không muốn nói luôn. Em để cho các bác tự cảm nhận, không phải giới thiệu các bác ạ. Thì đây là đôi loa NS690 trơn. Em đã nói rồi, những dòng NS690 trơn này đánh tiếng bass xuống sâu thăm thẳm như loa AR luôn. Và đặc biệt các bác nhá, tiếng tép nó nảy trong veo luôn các bác. Và em đã đánh với con CA600, đối tác cậu mợ luôn, cùng mẹ đẻ ra, cùng cha cùng mẹ. Yamaha CA600 đánh vào Yamaha NS690 đều là đầu 6 cả. Mà cả hai thiết bị này nó đều hồi gỗ các bác, nó màu giống nhau. Đúng là cậu mợ các bác ơi. Không phải cậu mợ nữa mà anh em song sinh các bác, nó kiểu đi với anh em luôn, rất là hay các bác. Và đôi loa này rất nặng, 31 cân một thùng cơ mà các bác. Củ từ cực to luôn. Thì đây là một trong những đôi loa tiếng bass tiếng tép đánh rất rất êm các bác, biết khai thác nó và không biết ghép thì tiếng rất chối, nhưng các bác còn nghe đấy ạ. Bát đánh rất êm tai các bác. Một người đêm thâu, mong một người nơi nào. Còn gì cho nhau, hay chỉ là thương đau. Tại sao cái dòng Yamaha NS1000 monitor nó đã huyền thoại gần cả, nó làm gọi là đứng đầu bảng về loa nghe nhạc, đứng vị trí đầu bảng gần được 5 năm cách đây khoảng vào những năm 8 mấy đấy các bác. Bởi vì là đây là những cái dòng đàn em của nó các bác nhé, nó vẫn được thừa hưởng. Tiếng quả thật rất hay. Đôi loa NS690 này nó đôi loa bass 30, gần vải tẩm dầu. Gần vải tẩm dầu, một trung đôm, một tép
đôm nhưng mà có hai vi tinh chỉnh và thùng cũng rất là đẹp đấy các bác. Em sẽ, đây là em quay luôn các bác, em chưa lau kỹ, chỉ lau chơi trơn các bác nhé. Thì đôi loa này em để các bác giá 7,3 triệu, giá rất tốt, bình thường người ta bán 8 đồng đôi loa này đấy các bác. Cái căng còn đẹp các bác nhé, còn zin nguyên bản luôn, từ tất cả mọi thứ zin hết, từ con ốc. Và đôi loa thùng vách đẹp xuất sắc các bác. Đó, một đôi loa bãi như vậy rất ít khi loa Yamaha NS690 đẹp như vậy các bác, rất đẹp các bác. Và đôi loa này nó màu vàng, màu gỗ nó lạng gỗ thông các bác, kiểu như vậy ấy. Thì đánh với con Yamaha CA600 các bác có đánh vào những dòng này, vào những dòng âm Lipana V500, V460 rất hay, nhưng mà đánh con này cũng rất là hay. Con âm đi này 4 triệu, đôi loa giá 7,3 triệu, 11,3 triệu các bác nhá, 11,3 triệu. Các bác nghe lại một đoạn nữa, nhấn mạnh này các bác, tiếng nó rất hay các bác ạ, nghe rất hay các bác nhá. Bass xuống sâu thẳm các bác ạ. Êm các bác. Những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôi, đến bao kỷ niệm là bao nhiêu tình mà đành quên sao, anh giờ đành quên sao, tình mình hôm nào đâu ngờ rằng chim bao gì để nói các bác, tiếng rất là hay. Nhìn hoàng hôn rơi, nắm tay em buồn khẽ nói. 11,3 triệu cả bộ này các bác. Tiếng quá hay luôn các bác. NS690 tiếc thay rằng thời gian không ngủ. Rồi em xin tạm dừng video clip tại đây. Bắt đầu có nhu cầu lấy đôi loa NS690 rất hay này, giá 7,3 triệu. Đôi loa này đánh vào những dòng âm đi này rất hay các bác nhé. Các bác có thể đánh vào những dòng Yamaha CA1000, 1200 mã, 1300 mã còn tuyệt vời nữa, tuyệt vời nữa các bác nhé. Em mà đánh vào CA600 đã rất hay rồi, có CA1000 nó còn có cả tính năng cắt tần nữa thì nó còn tuyệt vời nữa các bác ạ. Thì bắt đầu nhu cầu lấy bộ này thì nhắn tin cho em, có lấy từng món các bác nhá. Em sẽ cho các bác nghe thử một đoạn nhạc DJ đi các bác. Đây các bác, một đoạn DJ các bác nhé. DJ nghe sướng.
xin kết thúc video tại đây. Bạn nào có nhu cầu lấy bộ này nhắn tin cho em qua số điện thoại 098 119 3686. Xin nhấn mạnh các bác là đánh rất to mà vẫn nói chuyện được các bác nhá. Bác là xuống sâu, nền nó tĩnh, nó êm, đánh to nhưng vẫn nói chuyện được, rất là sướng tai các bác. Rồi xin chào các bác.